Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại để trên màn hình ha, 034 830 843. Rồi, mọi người theo dõi kênh nhớ bấm vô đăng ký ha, nút đăng ký để mọi người để em cập nhật mấy cái video mới về cho mọi người xem cho nó nhanh. Rồi, hôm nay là video 109, giới thiệu mấy cái món đồ sau đây ha mọi người. Có hai cái bình, một cái bình nước ha, này một cái ly ly giữ nhiệt ha. Đầu tiên là ba món đồ là đồ làm da mọi người. Đây một cái cây đóng đóng mẫu da nè. Đây nó có hoa văn như vậy mọi người. Với một cái búa, đây búa làm da rất là đẹp, nó mạ, nó xi rôm ha, bóng loáng luôn, búa Nhật, Nhật sản xuất. Rồi, đây kế tiếp là một cái cây đo thước đo. Đây thước đo dài 1 mét mọi người. Một cái vòng nó là 1 mét thước đo của Japan nè. Rất đẹp. Thước này nó sử dụng trên đồ da ha. Nó sẽ đo như thế này. Đây ví dụ như mình trả nó lại không ha. Đây không ngoài đây ha mọi người. Thì mình đo độ da, độ da thì nó sần, nó thường nó nằm sần sùi móc mô ha, chứ không phải như một cái mặt phẳng để mình đo mình lấy mẫu rồi đó, nó sẽ móc mô vậy nè, nên mình dùng cái này mình mới đo được để mà mình cắt cái miếng da cho phù hợp ha. À, ví dụ như vậy là 10, đây 10 cm ha, đó mình đo từ đây qua đây là 10 cm nè, đó đúng cái kim 10 cm đó. Như tới đây là 20 cm nè. Hết một vòng tròn là 1 mét á, 100 cm. Cây này rất là tiện dụng ha, độc đáo mọi người. Rồi bán 3 món mọi người. 3 món bán chung ha, không có bán lẻ luôn. Tại mấy đồ này làm chung mà. Cái cán này mình tháo ra được luôn. Đó. Rồi ba món bộ đồ làm da này có mã 109.1 nha, giá 350 nha. Rồi tiếp theo một cái cây chuốt dây điện. Đây chuốt dây điện. Rồi một cây nữa. Này chuốt xe to nè, xe to tới nhỏ luôn. Xài đây 3.2. 3.2, 1.0, 2.6, 2.0, 1.6. Máy xài cũng không dụng mà. Sử dụng hoạt động ok hết ha. Đây là kìm của Nhật. Kyoritu. Đó, hiệu nó đó. Rồi cái kìm này có mã là 109.2 ha, giá là 300.000. Tiếp theo là một cái van. Van này mọi người dùng trong khí ga hoặc là khí khí nén ha mọi người. Khí nén, khí hơi á. Dùng nước cũng được. Van nó bằng đồng mọi người nè. Cái này là bên trong nó bằng đồng ha. Bên trong cái van á. Ống này cũng bằng đồng nè, nó mạ lên, mạ rôm lên. Rồi cái van này có mã là 109.3, giá 200.000. Cái đường kính cái này là cỡ 1 phân ha. Nè. Rồi tiếp theo là một cái bình nước rất là đẹp. Bình này của Nhật rất là đẹp luôn.
vỏ inox ha. Đây, Nhật sản xuất. Bình này có dung tích là 450ml ha, 450ml. Đây, thương hiệu nè, rất đẹp, dây còn mới tinh ha. Đây, bên trong rất đẹp luôn, gòn còn trắng phiếu, làm trong rất đẹp nè, như mới đó. Bình này giữ lạnh rất ok mọi người, giữ lạnh phải nói là rất là tốt. Rồi, cái bình nước này có mã là 109.4 nha, giá 300.000. Tiếp theo là một cái bình rất là độc đáo. Đây, bình giữ lạnh, đây nó có để thông số nè. Đây, Nhật sản xuất, nó để là sử dụng cho bình 1,5 lít. À, 1,5 lít là như thế này. Đây, nó dùng để giữ lạnh cái bình này nha mọi người. Bình nước ngọt đồ, bình Coca Cola mình hay uống á, 1,5 lít á. Mọi người như là bỏ trong ngăn lạnh rồi lấy ra, bỏ vô cái bình này nó sẽ giữ lạnh. Bình này là nó thiết kế bằng xốp nè, xốp giữ lạnh. Đó, nó vừa bình 1,5 lít. Rồi, đặc biệt đây nó có ba cái ly nữa. Đây, cái ly để uống nè, hai cái ly nhỏ ha, cái này là một cái ly luôn, có chân đứng nè. Đó là ba cái ly, rất là hay. Chiên giữ lạnh luôn rồi, giữ lạnh ha, trong vòng vài tiếng đồng hồ mình uống vậy, cỡ 3-4 tiếng vậy. Tủ lạnh lấy ra rồi mang đi á, bỏ nó vô đây sẽ giữ được lạnh. Nó rất là nhẹ luôn, nhẹ tinh, bằng nhựa ABS, nhựa tốt ha. Này là Nhật sản xuất, cái nước nhựa nó nhìn rất là tốt, còn rất là mới luôn. Đây, kích thước cái bình này chiều dài nó là 36cm nha, đường kính của nó là 10 gần 14. Đó. Rồi, cái bình giữ nhiệt này, giữ lạnh này có mã là 109.5 ha, giá 300.000. Rồi, tiếp theo em về được một cái thùng đồ nghề nữa nha mọi người. Đây, thùng đồ nghề, thùng đồ nghề của Nhật, bên trong rất là đẹp, thùng này rất là đẹp, nước sơn còn ha. Đây, thôn bóp, bóp của đây thương hiệu này. Bên đây thì nó xét tí nè, nhưng mọi người dùng thì bôi dầu lên, chà ra tí rồi bôi dầu lên cái đồ cạo nó, hoặc là sơn dặm nó xíu. Nhưng mà thường dùng thì bôi dầu, không cần sơn mà, tại vì sơn thì nó cũng chạy à. Bôi dầu quăng lớp cái là nó giữ được tốt. Đây, mặt dưới nè. Rồi, cái hộp này, cái thùng đồ nghề này có kích thước là, đây, chiều dài là 36 ha, 36 nhân cho 15 nhân 10, 36 nhân 15 nhân 10, có mã là 109.6, 350.000. Đây, nó có cái khóa này. Rồi, tiếp theo một cái bình, cái ca nước giữ nhiệt. Đây, nó cấn xíu ha, ngoại hình nó cũng khá ok, còn rất là mới. Đây là thương hiệu của ông Mỹ ha mọi người, sản xuất thì tại Trung Quốc. Đây, thương hiệu Mỹ OSO. Đây là cái nút để mình nhấn để chế nước, chảy nước ở đây nè, mình uống nè mọi người. Đó, bình giữ lạnh rất ok. Đây, trong còn rất là đẹp, sáng à, bình rất tốt, thép dày, thép không gỉ mà. Rồi, cái bình này có kích thước, cái ly đúng không, cái ly có kích thước là 10
tới 20 mọi người. Cái đít nó là 6 cm, trên là khoảng 7. Rồi có mã 109.7 ha, giá 250 ngàn. Rồi tiếp theo về hai cây cưa. Đây hai cây cưa cành mọi người. Cưa cành hàng hữu hàng nội địa Nhật. Cán gỗ nha. Cưa này rất mới, chưa sử dụng nè. Chưa sử dụng. Rất là bén luôn. Đây hai cây bằng giá nha mọi người. Cây này thì có xài 1-2 lần rồi nè, nhưng vẫn còn rất là bén. Bén lắm. Giờ cảm nhận là nó rất là bén luôn á. Đây kích thước nó ha. Đây có cây dài, có cây nó ngắn hơn tí ha. Đó. Cái này là giá là 150 ngàn một cây nha mọi người, 150 ngàn. Mã là 109.8. Rồi tiếp em về một cái đai, vậy đai để gàn đồ, gàn hàng hóa lên xe. Cái này nhỏ này dùng xe máy được. Dây nó dài 5 mét mọi người. Khi gàn á mình thu vô được. Đây thu chỗ này nè. Đó. Thu này ngắn lại nè, rồi mình lắc. Lắc như vậy rồi. Đó nó sẽ cuộn vô nè. Đó thì cái nó là như vậy, đó, nó cuộn lên. Đó. Đây thì nó có hai cái móc, đây một móc nè. Những móc này nữa nè. Móc hai đầu đó, rồi cái lắc cái này nó sẽ siết lại. Cái đồ Nhật làm cái móc cũng dày ghê luôn. Đây móc rất là nặng luôn. Dày. Này hãng Nhật mọi người. Xả nó ra. Đó. Xả ra như vậy ha. Rồi. Rồi cái bộ dây đai gàn đồ này có mã 109.9 giá 300 ngàn. Rồi cuối cùng em về được một cái cây kéo tỉa rất đẹp. Kéo tỉa bonsai ha. Đây hàng này giờ hữu công có chữ nè. Nó đẹp. Mộc á. Lưỡi còn khá là ok luôn. Lưỡi nguyên zin nè. Lưỡi này bên em không có mài lại nha. Nhưng mà không có sửa lại. Nó giờ nó nguyên đẹp thì bán. Này. Độ rơ thì đã sử dụng rồi. Rơn tí. Còn cái bén, kéo này cắt test thử cái giấy nè. Đó. Rất ngọt luôn. Bao ngọt luôn á. Rất là ngọt nha mọi người. Rồi, cái kéo này có mã là 109.10 nha mọi người. Đây giá là 400 ngàn. Kích thước nó đây 20 cm nha. Rồi, em kết thúc video đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ủng hộ ha. Hẹn gặp lại.